Ôi, đây, mày báo tao ra, tôi check, thấy có người báo stream không có tiếng. Hello mọi người nha. Ừ, tối nay update mọi người nhé. Mà bọn bọn MU, tôi thấy bọn MU mùa giao hữu nào bọn nó đá cũng hay mà đúng không? Kiểu tôi có thấy MU mùa giao hữu nào đá không hay đâu. Xong rồi mẹ vào đá mày hay anh đi bụi ấy. Kiểu kiểu nhất là thằng Matio ấy. Và mùa giao hữu nào đá không căng lắm luôn. Thế là sao? Sợ. Kiểu sợ bị đuổi ấy, đá căng đấy được.
cắn. Ôi giờ chồng chọc một cái quy đó mà chết. Cày bài nhanh đó, thật ra cày bài nhanh thì không nhanh được đâu, tại vì vốn kiểu kiểu nó cũng tùy thuộc vào mọi người thấy cái việc nhanh trong game này là như nào ấy. Kiểu với tôi 2 tuần 1 deck là nhanh ấy, nhưng mà về cơ bản thì nếu mà ông chơi ngày chơi đêm thì nó sẽ khác. Còn tôi cày chill lắm, đợt tôi mới chơi game tôi cày chill lắm, tôi không có rush, tôi cứ từ tàn nhưng là xong sao mọi người gấp cái gì, chơi game để trải nghiệm mà mọi người. Còn mọi người muốn nhanh hơn thì chỉ có nạp tiền thôi, nhanh hơn thế nào được. À quên nữa, hôm nay anh em nào mà trông chờ vì kiểu tôi chơi cạc mới thì thôi, hôm nay chơi hạn anh em nhé. Kiểu hôm nay tôi sẽ kiểu hôm nay tôi sẽ không chơi cạc mới đâu, tôi cạc mới tôi test cũng gần xong rồi ấy. Nên là hôm nay sẽ chỉ là một buổi stream leo răng, nó rớt răng thôi. Nên là anh em nào hướng tới việc kiểu xem cạc mới thì hôm nay tôi nghĩ là không có. Hoặc là trừ khi nào tôi thấy một deck nào đấy nó mạnh tới cái mức mà phải chơi để leo rank thì mới chơi đấy. Chứ hôm nay khả năng cao là tôi sẽ spam, khả năng là hôm nay tôi sẽ spam Winning Line và Nami TF. Nên là anh em nào muốn học cách leo rank nhanh thì anh em có thể chơi với tôi cũng được. Thì anh em có thể chơi, còn nếu mà anh em kiểu tìm ở đây một cái kênh xem content thì chắc là hơi khó. Với lại giờ kiểu mình cũng thống nhất với nhau là kênh này nó sẽ chỉ là trên kênh gia hạn thôi. Tôi hơi mệt với việc làm content này, cho nó khô khan hẳn á. Làm content nó phải chiều ý người này vừa lòng người kia mệt lắm. Chơi cho mẹ nó mày ơi, sợ luôn.
Quán này nếu đó là chủ được không? Tham thế thì mẹ người ta đã xuống giải tỏa áp lực cho rồi, cứ bình bình.
ăn sứ giả mới thả được mấy con cá con á, chứ giờ tôi cứ tưởng là sợ anh ti là được. Tôi chưa chơi con này này lần nào mới chơi game đầu tiên, kiểu cái lúc con này khỏe nó bị ban hoài nên là không có cơ hội chơi. Không, con này phải con này phải có con tim mới lướt được tượng. Ít chơi rừng á. Tôi chơi rừng jungle hơi kém. Mới vô cái gì ông ơi, tôi xong rồi mẹ game. Đấy, tôi đã vàng một rồi, anh em là chơi thì mà chơi cũng được. Anh em chơi với tôi thì anh em đừng nghĩ tới chuyện thắng, thì tôi chơi ặc này không phải, tức là cái trò này tôi tầm kim cương rồi, rank chính của tôi, rank đúng của tôi thì nó tầm kim cương rồi, nên là anh em đánh với tôi thì anh em sẽ được gánh nếu mà tôi không té tướng. Khải mày lâu à, nghe lên chảy đó nha, ấy là mặt kim bốn. Sao cứ quy mọi kiểu mà nó mọi lúc mọi kiểu á, trời ơi, anh mới đánh game đầu. Em Kiro có biết vào mà biết cọt không hay là mày ngồi đấy chát mẹ thật đấy. Còn slot không á, đánh đường đôi là vì có slot, một slot không. Đợt này tôi vừa mới được bên NA mời. Tôi mới được bên bọn Giant Slayer, bọn Wisdom nó mời. Kiểu nó bảo là kiểu nó muốn tôi đại diện cho bên phía của APEC để ấy, thật ra nó mời bên ABG. Nhưng mà ABG như không ai muốn đi, không ai tự tin đi hay sao ấy. Đẩy con mẹ vào tôi. Điện đấy.
Thôi chịu mà, tôi thì không chơi được mất chiêu mà. Tao đánh Liên Minh thì thật ra tao đánh Liên Minh tôi chỉ cho răng thôi. Một là tao đánh răng kịch, còn đông đông thì tao đánh được đó kiểu. Kiểu đó khi nào tao động vào mấy cái boss hiểu á, kiểu tính tôi nó vậy. Tao không chơi được mấy cái game kiểu đấy. Tao chơi mấy kiểu đấy tao thấy hơi nhạt so với tôi. Với một phần nữa là tôi muốn đầu óc tôi lúc nào nó cũng hơi nó cũng được tập trung tối đa. Và tôi thường thường chơi như thế này, luyện độ tập trung luôn. Chịu thôi không, nó end season à đây quên nữa nhá, ông có thể vào đít cọt nha. Ấy, xin chào ngài Bảo nhé, cảm ơn ngài đã donate sao nhé. Anh em mà chưa vào Discord thì có thể vào, tôi hay kiểu làm content đó up stream cho Discord ấy. Anh em có thể vào đấy xem nếu muốn kiểu giao lưu. Thời gian đi stream Discord nhiều phết, với lại tôi đang mở khóa chuyên kia đấy. Anh em nào muốn code Lunaterra thì anh em có thể tag luôn. Thật ra chả không tag đâu, anh em vào đấy anh em stream thôi. Có người vào người ta sẽ chỉ à. Vô này. Tôi có ý chơi con ngăn lăng đâu, ngài cứ nói thế. Tôi có chơi được con ngăn lăng đâu. Chiến đêm nay anh định xà bao Winning Live với lại Nami tới chết. Nay tôi xà bao mấy người ta chết. Thôi anh em ơi, tao
Do anh em chưa đánh con dây xúc điện này. Đây tôi cho anh em xem nhé. Để cho tôi cho mọi người xem là con dây xúc điện mạnh hơn dây đồng phủ đầu nhé. Kiểu tôi thấy cái đồng phủ đầu hơi bị overrated một tí, tôi không thích cầm lắm. Kiểu tôi chơi cũng nhiều á, nhưng mà dây thì nếu mà tôi đi với những kèo cần phải harass lâu dài kiểu như con Ire này nọ thì tôi sẽ cầm chinh phục, hoặc là tăng thì tôi sẽ cầm chinh phục. Còn đi với kèo pháp sư hay kèo zone thì tôi sẽ cầm luôn xúc điện, tại vì thì tôi sẽ cầm luôn xúc điện, tại vì kiểu giáp giáp với lại kháng phép của bọn cham bây giờ nó đang bị thấp ấy. Nếu mà mọi người không cần cái đam chuẩn của đòn phủ đầu lắm thì tiền thì thật ra tôi nói thật là ít, mà tôi thấy không mạnh lắm nên là tôi thích chơi xúc điện hơn. Kiểu xúc điện thì mọi người sẽ có nhiều đam để mọi người snowball á. Tôi răng này tầm răng bạch kim vàng, hạt này của tôi thì elo vàng 1 rồi đấy. Ui cái gì, mẹ tôi đây định cấu mắt rồi đó, chó rồi. Chạy. Từ từ dễ đấy, khoan nhé, từ từ nhé. Hơi dễ không? Chó này, mấy thằng luôn cầm thiêu đốt này, cay thật đấy. Con đấy phải biết rồi. Thôi. Uầy, một mạng 10.000 à, ấy là nhà anh có Momo em chưa nhỉ? Để em ai cái
Tôi phải block con này này, để con này không vào đây, con này vào đây nó đánh là tôi mất cái thế. Nên là tôi phải tăng ở đây này. Tôi cái điểm này. Lính ngu lộn. Đấy. Ai chà hà được quá nha. Được, em lại xong rồi em tổng kết rồi em gửi mồm mồi nha. Ai cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Cái thật đấy nó có flash à? Đi cầm. Chịu đấy. Cam em khen quá. Được anh luôn. Nói chung là cũng nhanh tay. Không, vào đấy tôi thọc mana lắm, vào đấy tôi phải spam mana ra hơi nhiều. Không, nhưng mà tôi đang thể hiện là tôi đang kiểu vào đồng thằng này. Tất cả được thằng kia phát thì ngon. Nữa hả? Thôi, chịu rồi. Đánh vậy chịu. Không 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 chấp 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 lên thì không thua được mà thằng này cá máy nó còn đứng đây này. Chậm cái tay quá. Cái đấy. Chậm cái tay quá, chậm cái tay quá. Bết liền
chạy 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 sỏi 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 mày quá anh trời ơi. Không sao, không sao anh ơi. Lo được, lo được. Binh cái đéo gì, máu thì không còn, mana cũng không. Binh cái gì ở đây? Từ nhá, mà thật ra đang thọt cái này tôi không hướng người đau luôn đâu. Thôi cầm ông này người đau đến nay khỏe tới đéo. Không sao, đây là một bước tiến lớn, mình cầm đồ lớn rồi. Một hồi ăn ăn tầm chục mạng là đẹp. Bước tiến lớn, bước tiến lớn. Xin tiêu huyết liền, xin tiêu huyết liền. Ngợp, ngợp. Mục đã nói rồi, cái chủ một đấy là bước tiến lớn. Thôi cái thêm gà đi đánh nhau cho khỏe tại đéo. Không, giờ giảm rồi nè, giờ kiểu tôi đánh không còn tay chân không còn linh hoạt như trước, chơi cả game nhiều quá. Chứ hồi đấy tôi muốn re thứ càng phết đấy. Giờ già này. Tầm này chỉ có đánh mấy con người già thôi. Hồi tôi đánh ra mút cho anh em xem nha. Tôi đánh ra mút cũng hay đó. Anh bạn trẻ à. Không sao, vẫn ăn được mạng. Được, mắng đấy. Trời, kì gian lọ lò là lỏ lên còn giữ nữa. Không, trận này thắng rồi anh em ơi, bú rồi, bèo bé đánh ghê quá. Mà hỏi Yumi cứ bám theo bèo bé là trận này thắng. Ok, chưa.
Đây sẽ ở đoạn này này, ra lấy sai. Thôi, nữa hả? Thôi, xin lỗi được không? Mẹ. Hoài luôn á bay. Luôn gì á? Xin lỗi được không? Cháu xin lỗi đi. Buồn thật đấy. Xin lỗi được chưa? Đừng đánh nhau đoạn đấy nữa. Sao nó mất echo mà đi thi farm là sao ta? Từ nó. Này đóng cái này. Úi trời ơi. Giữ cái rờ game sau xài luôn đi không? Thằng rừng thì không dám ăn rồng xong rồi ấy mà thằng rừng nãy giờ một tim mất hết luôn, hình như nó ăn được con sứ giả đầu lên nó cứu tớp không rồi. Tới ngưỡng của team hai nước mắt. Thằng này tức xong Anamon tôi sắp chạy xong rồi. Một hồi ra đánh rồi không biết là hợp lý. Chịu mất. Ôi, xua đi à. Em đang rắn rồi. Anh đánh răng rồi sao mà xuống quá. Nhưng mà được nha, lo được nha. Được nha. Wow.
Để em rủ thêm thằng Khải này vào hầu. Anh em đừng quên là tôi đang chạy một cái Discord anh em nhé, nên là anh em nào muốn giao lưu hay là game cũng vui vẻ thì có thể vào nhé. Đánh 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 lẹ 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 nhanh cái tay lên. Tém tém lẹ. Má ơi, tè lè thấy trụ hai hai ba thằng đéo ngờ nó theo luôn, sợ cái đéo gì đấy. You sợ bro? Ôi. Ôi, con béo vét này lên đam nhiều khỏe rồi, nếu mà nó bị mỏng xua được không? Đánh chịu đấy. Xin lỗi. Thằng nào không xua làm chó. Cái thật đấy. Có đây, let's go, let's go. Giang hồ rồi, em chào anh Hiếu nhé. Anh Hiếu đã lên mình rồi anh Hiếu. Đang gặp chuyện này. Mày không đọc chuyện mày cũng có đánh liên minh đéo đâu. Chịu đấy. Mấy hôm nay không vào game. Lo thì vào đéo gì vậy, Hả? lo thì vào làm gì. Ừ. Thường Thì nhá, không vào đấy. tôi không không đánh sắp phép rồi nha anh em. Anh em ném in game này rồi, để rủ thêm thằng Khải ngu nữa. Đi xem mắc vai tại cái đất chiến á. Cái gì Móc quay đánh quả đất Infinity. đi coi cái đất Kata đúng không? Melee the good tổ what the fuck. Chơi không? Không, chơi hết rồi. Hay là tôi mẹ muốn nghe đi xin vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái đéo gì để hiểu ơi. Không mà. Alo, alo, mic check, mic check. Vứt bên đây tại vãi. Mọi người nghĩ sao thì vào Discord ạ. Alo. Alo, thằng vô đây nhưng mà nó xác minh mấy cái xem biết cái chỉ chi. Ủa cái Discord tôi đâu có bắt xác minh gì đâu ta. Các bạn là đợt tôi đang hơi khó vào Discord nhưng mà điện thoại thì đang sạc. Ôi trời ơi. Thế hỏng rồi. Thì rồi đây còn nói. Tôi đang cố vào nãy giờ nhưng mà đây còn hoàn tất thủ tục đăng ký Gmail nữa. Dùng điện thoại nữa. Thôi thì ngồi bên đây tạo. Bên đây, mít bên đây đó. Ủa kiểu cái chất lượng bên đây nó bị đần ấy. Thầy Dương ơi là thầy Dương, cái gì đâu mà hai anh em hẹn nhau 7:1 đường nhau. Còn trước 7:1 nữa lại. Mẹ vừa mới nói là gặp thằng đấy là ăn cứt thì đúng gặp luôn, sợ thật đấy. Nhìn gái mình chán luôn. Chưa đúng là chuẩn bị không kỹ. Vừa rồi là cái mấy cái bọn nhìn cái deck giống như nó chạy cái deck giống thằng Nezik kìa. Nhìn hết hồn luôn, phải ban. Cái deck gì đấy? Deck ban Eloy à? Eloy mà đấy nó cứ nó nhìn nó đánh tân 6 mà hai cái body 20 thì ai mà chơi được. Tân 6 á. Thôi chạy rồi. Sao giờ không biết đỡ sao luôn á. Từ từ gặp mẹ không có skin nè, chán. Thôi mùa sau đánh vậy. Hai mùa nữa mới đến chung kết thế giới đúng không? Hình như là còn mùa sau với mùa nữa hay sao, chả nhớ. Hình như còn hai mùa. Gần đủ điểm rồi nên là cũng không lo lắm. Thiếu điểm là nó tính như năm ngoái hay như nào, tức là cái điểm rank là tính hai mùa cao nhất thôi đúng không? Đúng rồi, tính giống năm ngoái nên là gần như là đủ điểm rồi. Là cái gen đủ theo cái điểm điểm đánh ấy đúng không? Đánh seasonal chứ đúng không? Cả điểm rank cũng đủ. Điểm... Rank thì hiện tại đang một mùa top 20 với lại một mùa trước cũng top tầm hai mấy là chắc cũng đủ rồi. Nhưng mà có bọn nó đôi khi hai mùa nữa nó vượt được mà, cái đấy thì không chắc được. Thì nếu mà qualify được vào chung kết thế giới một lần nữa thì ngon. Ui, quên chỉnh bản rồi. Qualify vào được một lần chung kết thế giới nữa thì nó sẽ... Bạn còn lại đang đánh cái gì nha, đánh con gì nha? Ui, bạn còn lại trong này nè. Cầm luôn các bạn, con... Ông ơi, lên top nhiều á, tôi không nghĩ là con Ngang Anh chinh phục để chơi game được đâu đấy, tôi nói trước rồi đấy. Ok. Nó lạ lắm. Cam vây buồn chết ạ. Thôi, ui đi mà, bên kia còn vây nè, bẩn thật đấy. Vây nè nhiệm độ mà.
Biết luôn. Đấy, sao mùa sau sẽ là mùa của chúng ta. Không thể đục ra giết nó rồi. Và nó đứng lại. Phải nè, phải xe nhanh thế. Ủa rồi, trận đầu vào thua luôn, không một luôn. Không, mùa rồi trận đầu thì tôi được free win. Mùa rồi trận đầu vào phải free win luôn, đánh nhàn lắm. Mà xong rồi trận 2, tại vì cái deck Nami TF thì không biết đánh. Tức là cầm vào thì vẫn cầm, nhưng mà đánh chắc chưa đánh được chục ván nữa. Tôi không biết đánh troll, mang đi, nó ban từ đầu đến cuối, thì cái trận không ban thì thua. Đấy, xong rồi nó bị thế, nhưng mà được cái là đến vừa xong trận 2 là phải chạy đi hỏi bọn kia xem là cái deck này đánh như thế nào. May là bọn nó chỉ rồi, học kịp. Ừ. Làm gì đó. Bro, you good? Phải mất kinh nghiệm rồi. À. GP thất truyền 500 năm rồi ra để hành. Đúng đúng. Rồi ra để hành, để hành normal rat. Rồi chưa ạ. Yasuo bên mình pha bằng 1 phần 3 luôn. Tuyệt vời. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Break. Không sợ. Rồi. Không có kiếm đâu, không có kiếm. Kiếm đấy mà chết. Đây đổi ba. Cái cả bu hay không? Hay lạ lắm. Cái này đánh bên em lạ lắm. Chơi được, lo được. Đi thấy ông Kizian phát cái áo chào một cuối. Hay chơi thế thì cục quá. Con này một hồi nói thùng phải chết luôn mà. Mày đi đâu? Hết flash. Hay là còn từ từ không nhớ nữa. Không thành là chết này. Sau 12 giờ hôm nay update đúng không ta? Ừ, hình như thế. Mỗi lần thì là như thế, còn hôm nay thì chịu. Nhưng mà chắc là cũng thế mà, không có thay đổi đâu.
Xuống xuống đi. Tại. Thôi khỏi khỏi răng ông ơi, thằng này hết chơi game được rồi. Ui, nghĩ nhiều quá. Thằng này có não ạ. Ôi ôi bạn ơi, bất bẩn gì nữa bạn ơi, mùa mới rồi bạn ơi. Ôi ôi. Đây đánh test nhỉ? Sát phết. Sát phết đốt đánh kinh á. Mình nhà chạy đâu thôi. Cùng á. Ô, cái tốc biến này là nó không biến lại thành tốc biến bình thường đấy. Cái gì mà mãi tôi từ đầu trận giờ không biết là tốc biến này vậy. Ở đây rồi, vừa nói xong. Nó phải biến lại chứ, làm sao chị không biết lại. Ừ, là vừa, tức là nhảy từ đầu trận mà nhỉ. Ừ, chờ đợi. Ôi trời ơi. Từ từ đó, hôm nay nó thùng kỳ kỳ nhé. Ôi. Có thật xuống nha. Nó thùng hay lạ nữa. Nãy giờ nó thùng toàn fail luôn mà. Kéo ở ra cái xuống.
Đánh hơi fail. Nó còn cái gì? Nó mất tốc biến con cả hai con. À để khỏe thế. May mà có cái giấy khác ngay. Xong game chắc là tôi vẫn chơi thêm một hai game nữa đấy. Tôi chơi tới khi nào lo update thì chỉ qua xin lo. Xong game rồi ra xem YouTube với vợ. Cuộc sống sau khi có vợ thế nào thì Dương? Được khi chơi hơn, chơi ít hơn. Còn lại vẫn thế. Vui vẻ. Rồi, đấy hậu rồi. Là xe đâu rồi? Ngồi khứa. Rồi, ông đi luôn mà. Thôi. Bọn kia định 15 FF mày sao á? Đang đánh no thôi. Mình trên no thôi. Trời ơi, đánh cái đéo gì đấy, anh ơi. Thằng này không đi à? Anh tẩy. Nó một máu kìa, đâm nó. À, xấu quá.
cái số không tìm vào à. Ok thôi. Không 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 đứng rồi, không đứng rồi. Kêu đại chồng chút nhé. Tôi rồi đấy, rồi à vậy hả? Ôi. Mềm điên vãi. Nó được Atherios có vẻ biết chơi một tí. Không sao, không ăn thua, không ăn thua. Ừ.
Cái gen thả công ty còn không qua assist luôn. Anh em giết nó nhanh quá thì làm sao có assist được. Có không 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 Kalista chỉ phép mình đi chạy hơi có lỗi các bạn. Mời bạn chiến lại, bạn tốc biến vào. Thôi tôi nghỉ đây, làm bán vui vẻ thôi. Game này á, game này tôi nói thùng fail kinh vậy. Kiểu kiểu lo tôi không đánh ấy, quay lại nói thùng như biểu cái đó. À, từ từ nhá, bây giờ có ai chơi còn không thì tôi lại tiếp tục ấy nhá. Giờ đây rồi.
Không thì tôi đánh thêm trận răng nữa thôi, tôi đi nghỉ tí chuẩn bị livestream ấy nè. Hay là chơi thêm hay là nghỉ nhỉ? Tôi vừa muốn chơi thêm vừa muốn nghỉ. Thôi thôi nè, bây giờ là 1:30 nha, bây giờ tôi sẽ up đấy. Nhưng mà hồi đúng bao giờ mở răng thì tôi sẽ lên tôi ngồi chơi game với mọi người đấy, hợp lý. Bye mọi người nhá.